cứ bias so back to what i was saying ca sĩ Đoan trường tết năm nào tôi cũng rơi nước mắt Nam ca sĩ tâm sự việc cha qua đời vào ngày 28 tết khiến cho bản thân anh luôn thấy cảm xúc thương nhớ sâu trào mỗi dịp cuối năm khi nhắc đến tết cổ truyền Tham gia nghệ thuật từ năm 1990, Đoan Trường là một trong bốn ca sĩ tên trường đình đám của thập niên 1990 cùng với Lam Trường, Đan Trường và Vân Trường. Nhiều người hâm mộ thời ấy còn gọi họ là tứ đại thiên vương của nhạc trẻ Việt. Không chỉ đắt show ca nhạc, Đoan Trường còn làm MC. Sau 30 năm giờ đây anh không còn hoạt động nghệ thuật mà chọn cuộc sống độc thân sản dị an yên. Đoan Trường sống một mình, ngày Tết luôn mang đến cho anh cảm xúc dày dứt, tiếc nuối và cô đơn. Trong một cuộc trò chuyện, nam ca sĩ tiết lộ, Tết năm nào anh cũng rơi nước mắt và muốn chạy trốn. Cho dù có sở Tết, muốn trốn Tết nhưng cuối cùng tôi vẫn cứ phải ăn Tết. Tết năm nay, tôi chưa có bạn bè hàng xóm hay người thân hẹn đến chơi. Tôi cũng chẳng còn họ hàng bên ngoài và bên nội để đi chúc Tết. Điều đau buồn nhất là mẹ đã không còn ở bên cạnh tôi như những cái Tết trước đây. Năm nay tôi sẽ phải đón một cái Tết mồ côi trong đời mình. Anh xúc động. Nam ca sĩ kể, Cha anh đột ngột qua đời vì cơn bào bệnh không rõ nguyên nhân vào ngày 28 Tết năm 2008. Sau sự ra đi bất ngờ đó khiến gia đình không dám thông báo rộng rãi cho mọi người, chỉ tổ chức viếng trong một ngày rồi đưa đi hỏa táng vừa kịp trước giao thừa. Mẹ anh đau khổ gần như mất trí, đổ bệnh suốt cả tháng riêng. Thời điểm đó anh phải bỏ hết các dự án, công việc để ở nhà với cha mẹ. Năm đó nhà tôi không có Tết, Tôi không tiếp khách và cũng không đi chúc Tết vì sợ mang cái không may đến cho gia đình người khác. Với tôi, đây là cái Tết được gói gọn trong một chữ buồn. Cứ nằm hết Tết đến, các cảm giác cô đơn trống vắng đau buồn lại bắt đầu hiện về, nên tôi sợ Tết và cứ muốn chạy trốn Tết là vậy. Anh tâm sự. Gia đình đoan trường luôn giữ truyền thống là con cái từ năm 1 tuổi đến năm 20 tuổi được cha mẹ lì xì vào đúng thời khắc giao thừa. Còn từ năm 20 tuổi trở đi, đoan trường mừng tuổi lại cho bố mẹ, Số tiền mừng này luôn tăng dần theo từng năm như báo công với cha mẹ rằng bản thân thành đạt hơn. Năm nay anh sẽ đón một cái Tết mồ côi vì mẹ anh đã mãi mãi ra đi. Mặc dù vậy, anh vẫn để hai phong bao lì xì lên bàn thờ cho cha mẹ vào ngày Tết. Đây là một năm rất buồn nên thật lòng tâm trạng tôi cũng không hân hoan háo khức gì cả. Còn nhớ khi mẹ còn sống, bà luôn yêu thích công việc bày biển bàn thờ xa tiên, mầm ngũ quả, mặc áo dài xưa thắp nén hương đầu tiên trong thời khắc sao mùa. Giờ đây tôi phải thay mẹ làm tất cả những công việc này. Tôi phải cố gắng làm thật tốt, thật đẹp với một tâm trạng vui vẻ nhất, thoải mái nhất vì tôi biết mẹ đâu đó vẫn theo dõi mình, đoàn trường tâm sự. Anh nói, tiếc nuối duy nhất của anh cho đến thời điểm hiện tại là chưa có cháu cho bà nổi bế bồng sau hai lần đổ vỡ hôn nhân. Đoàn trường nói, năm anh chỉ muốn tận hưởng kỳ nghỉ Tết một cách gọt nhẹ nên không cần tất bật chuẩn bị Tết từ sớm anh cũng hạn chế tích trữ thức ăn trong tủ lạnh không mua sắm quần áo hay đồ dùng vì chưa có nhu cầu thay mới thực phẩm thì mua vừa đủ cho ba ngày tết tự tay anh sẽ chế biến nấu và cúng ông bà bố mẹ